đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay có bài Châu Đốc với mô hình cảm nang phòng chống tội phạm. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2022, Hội khuyến học tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 với hình thức trực tiếp tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và trực tuyến tại 11 điểm cầu huyện thị thành của tỉnh An Giang. Tham dự có bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại điểm cầu thành phố Châu Đốc có ông Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Nhiệm kỳ qua, với quan điểm giáo dục thường xuyên, đào tạo liên tục, học tập suốt đời, Hội khuyến học tỉnh đã thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội khuyến học tỉnh lần thứ ba đề ra. Các mô hình học tập ngày càng được củng cố phát triển, nhân rộng, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập ngày càng phát triển mạnh, có tác dụng gắn kết giữa giáo dục trong gia đình với giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội gắn việc xây dựng các mô hình học tập với phong trào xây dựng đời sống gian quá, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động các phong trào thi đua khác của địa phương đơn vị tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đến nay toàn tỉnh có 156 hội cơ sở với trên 390 hội viên có trên 300.000 gia đình học tập 495 dòng họ học tập 2.156 cộng đồng học tập 536 đơn vị học tập trong nhiệm kỳ qua hội đã vận động xây dựng nguồn quỹ được trên 378 triệu đồng tặng quà tiếp bước đến trường cho trên 340.000 học sinh sinh viên với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng. Với tinh thần thống nhất cao, đại hội đã bầu 45 đồng chí vào ban chấp hành hội khuyến học tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Hoài Dũng được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức chủ tịch hội khuyến học tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18 tháng 2 năm 2022, Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên thường kỳ tháng 2 năm 2022 với 11 quyền thị thành trong tỉnh. Đồng chí Thái Thúy Xuân, đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Châu Đốc. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông tin chuyên đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông tin về biến chủng Omicron và đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề tác động của đại dịch COVID-19 đến ngành giáo dục và đào tạo và những giải pháp của ngành để khắc phục những hạn chế. Đồng thời lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, theo đó tiếp tục tuyên truyền việc triển khai nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tiếp tục tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Lê Văn Lương, Tô Hiệu, tuyên truyền các hoạt động chủ điểm của tỉnh như kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. 1832 2022 gắn với sự kiện hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 tỉnh An Giang những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2022 đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm trong năm 2022, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang, các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương ngày 18 tháng 2 năm 2022, ban dân vận thành ủy tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác dân vận, dân vận khéo, vận động quần chúng và hỗ trợ xã nông thôn mới năm 2022. Đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại hội nghị, ban dân vận thành ủy thông qua các nội dung ký kết giao ước thi đua như tham mưu cấp quỹ, các cấp sơ kết tổng kết và triển khai các văn bản của đảng về công tác dân vận, thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ đạo thành phố về quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp công tác vận động quân chúng và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận của lực lượng vũ trang, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo, công tác dân vận của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội công tác nắm tình hình nhân dân, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phong trào thi đua dân dân khéo và dân dân khéo trong xây dựng nông thôn mới năm 2022 và công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, các đơn vị cùng nhau ký kết các nội dung giao ước thi đua công tác dân dân, dân dân khéo kế hoạch phối hợp hỗ trợ xã nông thôn mới năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022, tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự mua bán hàng cấm đối với bị cáo Quỳnh Văn Sang, sinh năm 1975 ở khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Theo cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2021, nhận được tin báo quần chúng nhân dân, Công an phường Núi Sam tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Quỳnh Văn Sang và Quỳnh Văn Sáu ở Khớm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, phát hiện thu giữ 1.600 thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 600 bao hiệu Hero, 500 bao hiệu Scott, 500 bao hiệu Bayon. Sau đó, sang đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận 1.600 bao thuốc lậu của mình mua của người thanh niên tên Ray không rõ lai lịch với giá 20 triệu 400 ngàn đồng đem về cất giấu ở nhà để bán kiếm lời. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 90 của Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quỳnh Văn Sang một năm tù về tội buôn bán hàng cấm. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022, tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Cảnh, sinh năm 1999, ở khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2021, Lê Văn Cảnh đi bộ đến quán cà phê Sky ở khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, phát hiện xe mô tô của Trần Văn Tích dựng trước quán, trên xe có sẵn chìa khóa và mũ bảo hiểm không người trong giữ cảnh lén lấy xe mũ bảo hiểm điều khiển chạy đến xã định an quyện lấp dò tỉnh đồng tháp tìm nơi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện mời làm việc qua đó cảnh thừa nhận hành vi lấy trộm của mình và giao nộp vật chứng căn cứ kết luận hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Châu Đốc hành vi trộm cắp xe mô tô và mũ bảo hiểm của cảnh trị giá 5 triệu 020 ngàn đồng nên cảnh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Theo quy định tại khoản 1 điều 173 của Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cảnh một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Từ ngày 21 tháng 2 năm 2022, học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học sẽ bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp để đảm bảo các điều kiện tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định, các trường tiểu học trên địa bàn phường cho Phú A đang chủ động triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng đón học sinh trở lại trường một cách an toàn. Sau khi có thông báo học sinh được đi học trở lại, ngay trong ngày 18 tháng 2, các trường tiểu học trên địa bàn phường cho Phú A đã chủ động Tổng vệ sinh trường lớp khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch giảng dạy, bảo đảm điều kiện sẵn sàng đón học sinh. Đặc biệt, trường còn chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của các cấp ngành đến toàn thể cán bộ viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trở lại trường học, trường tiểu học bán trú Hùng Dương đã chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và thực hiện phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ các lớp học, khuôn viên trường. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường cũng đã lên đầy đủ các phương án dạy học và đưa đón học sinh đảm bảo an toàn nhất với sự chỉ đạo sâu sát của Quỹ ban Nhân dân các cấp, ngành giáo dục và đào tạo các trường học trên địa bàn phường Châu Phú A nói riêng và thành phố Châu Đốc nói chung đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm cơ sở vật chất sạch, an toàn và chuẩn bị các phương án dạy học để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường cho Phú B đã tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức hội. Ngoài ra, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình là đoàn bảy thu hút hội viên tham gia, tổ chức hội, hội liên hiệp phụ nữ phường cho phú B đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương dẫn động hội viên phụ nữ mạnh dạng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao bên cạnh đó hội cũng nhận ủy thác nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thành phố nhằm hỗ trợ vốn để các chị em phụ nữ phát triển kinh tế Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, hội viên phụ nữ phường còn tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhận thức được ý nghĩa thiết thực của phong trào phụ nữ chung tay xây dựng văn minh đô thị và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm ba sạch. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức tuyên truyền cho hội viên về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng lây nhiễm như các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng. Vào dịp lễ Tết, ban chấp hành hội còn vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho Phú B đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, số lượng phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng đông. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của phường từng bước phát triển vững mạnh sau khi hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã dĩnh tế đã bắt tay vào việc nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm bắt đầu không có điểm kết thúc một trong những tiêu chí được địa phương quan tâm là tập trung nâng chất tiêu chí nhà ở để vừa tạo diện mạo dùng quê đổi mới vừa thể hiện cuộc sống của người dân địa phương được nâng cao thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư thời gian qua xã dĩnh tế đã tập trung nhiều giải pháp trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc nỗ lực chăm lo phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng nhà ở và huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn từ sự quan tâm hỗ trợ của đảng nhà nước chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị xã hội nhiều gia đình hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được sửa chữa xây dựng mới nhà ở trong năm 2021, xã Vĩnh Tế đã cất mới 16 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền là 640 triệu đồng, cùng với chỉnh trang khuôn viên nhà ở, đảm bảo theo tiêu chí nhà ở, theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều hộ gia đình trong xã còn chủ động thực hiện sửa chữa, xây dựng mới nơi sinh sống của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện đạt hiệu quả công tác xây dựng nếp sống dân minh đô thị, thời gian qua Đảng bộ chính quyền thành phố Châu Đốc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và tầng lớp nhân dân nâng cao về ý thức chấp hành các quy định về xây dựng nếp sống, hành vi văn hóa văn minh nơi công cộng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thực hiện như tuyên truyền thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố Châu Đốc cũng tổ chức tuyên truyền, dẫn động, sắp xếp, bố trí, ổn định việc sử dụng dĩa hè, mua bán, đậu đổ phương tiện tại các điểm chợ, tuyên truyền xây dựng thói quen, mua bán đúng nơi quy định, từng bước khắc phục những tiêu cực và hành vi kém văn minh lịch sự trong sinh hoạt, ứng xử, buôn bán trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Thành phố Châu Đốc còn chọn nhiều tuyến đường nội ô để xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố sau thời gian triển khai thực hiện cũng đã có sự chuyển biến tích cực. Ngoài các mặt công tác trên, thành phố Châu Đốc còn tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt các mặt công tác khác như công tác lập lại trật tự quảng cáo, trật tự xây dựng, trật tự mua bán, kinh doanh, lấn chiếm, dĩa hè, lòng lề đường, từng bước khắc phục tình trạng đổ rác thải, nước thải không đúng nơi quy định nâng cao chất lượng vệ sinh đô thị, lập lại trật tự mua bán vệ sinh môi trường, xanh sạch đẹp ở các điểm du lịch. Đến nay, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang hơn, đã có sự cải thiện về phong cách ứng xử giao tiếp nơi công sở, nơi công cộng cũng như nơi kinh doanh mua bán văn minh, lịch thiệp. Với kết quả đạt được, có thể khẳng định văn minh đô thị đã từng bước đi vào cuộc sống và đang tạo bước chuyển biến không chỉ vẻ bề ngoài của đô thị mà còn chuyển biến cả trong nhận thức và nếp nghĩ của nhiều người dân thành phố Châu Đốc. Năm 2022, Công an xã Vĩnh Tế sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả, các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới và tình trạng xuất nhập cảnh, trái phép. Đồng thời, công an xã triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra tại các điểm, tuyến trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, duy trì nhân rộng hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng nhau đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm và người dân tham gia phòng chống tội phạm, tai nạn xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ đó giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí 19.2 về xã an toàn, về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại quán Cà phê Hữu Tính, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tổ chức giải Pizza Carom Ba Băng tranh cúp Cà phê Hữu Tính lần thứ nhất năm 2022. Giải đấu thu hút 122 cơ thủ đến từ các câu lạc bộ Pizza trong tỉnh, cũng như tại các địa phương Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang. Các cơ thủ bốc thăm theo cặp đánh loại trực tiếp để lựa chọn ra cơ thủ xuất sắc vào thi đấu vòng trong. Giải Pizza Carom Ba Băng tranh cấp cà phê hữu tính lần thứ nhất năm 2022 là dịp để những ai yêu thích môn pizza có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tạo sân chơi phong trào lành mạnh, sôi nổi, đồng thời phát triển phong trào thể thao trên địa bàn thành phố. Ngày 18 tháng 2, Bệnh viện Đa Khoa khu vực tỉnh An Giang chính thức đưa vào hoạt động phòng khám hậu COVID-19 tại bệnh viện. Phòng khám với chức năng khám tầm soát và tư vấn điều trị toàn diện các di chứng của bệnh COVID-19, đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nặng suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh. Khi có các triệu chứng khó thở, hụt hơi, tức ngực, stress mệt mỏi và mồ hôi, người bệnh có thể đăng ký tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, địa chỉ 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, hotline 02963 869 568, website http bvkvcd.com.vn hoặc email bvdkkv gmail com Ngày 18 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 143 trên UBND KGVX thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21 tháng 2 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, thị xã thành phố tổ chức thực hiện phải đảm bảo các điều kiện tiêu chí an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Quỹ ban nhân dân các quyền thị xã thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh của địa phương để có giải pháp phù hợp khi cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, đảm bảo y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường. Ngày 18 tháng 2, Sở Y tế An Giang ban hành công văn số 4574 hướng dẫn quy trình xử lý tình huống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục Cụ thể, đối với người nghi mắc COVID-19 tại cơ sở giáo dục, trường học phải thông báo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục, chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đánh giá tình trạng bệnh để xử lý kịp. Nếu học sinh dương tính, tức là F0, trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, nhà trường tư vấn hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp cận xử lý. Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SpO2 dưới 96%, cần chuyển học sinh F0 đến bệnh viện điều trị COVID-19 hoặc đến cơ sở thu dung điều trị COVID-19 bằng xe cấp cứu. Nếu học sinh gián mặt do có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 phát hiện ngoài cơ sở giáo dục hoặc các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, nhà trường tư vấn, hướng dẫn phụ huynh thông báo ngay cho trạm y tế địa phương nơi cư trú, tùy tình hình đơn vị quyết định xét nghiệm kiểm tra một lần trên một tuần cho toàn bộ học sinh. Tùy tình hình, đơn vị quyết định xét nghiệm kiểm tra một lần trên tuần cho toàn bộ học sinh giáo viên trong lớp. F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, mẫu gợp không quá 3 người, còn các lớp học khác hoạt động bình thường. Nếu tất cả đều âm tính, tiếp tục theo dõi F1, bao gồm tất cả học sinh giáo viên trong cùng lớp học với F0 trong 14 ngày. Nếu F1 đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, tiêm mũi 2 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng thì được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ thông điệp 5K xét nghiệm lại vào ngày thứ Bảy bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên, tiến hành khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Nếu F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền, cần cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày, xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 hoặc ngay khi có triệu chứng đối với học sinh cấp 1, khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ mắc COVID-19, F0, nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho toàn bộ học sinh trong cùng lớp F1 cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Nếu từ 1 phần 3 số lớp có ca dương tính thì yêu cầu tạm ngưng ngay việc dạy học trực tiếp và tiến hành vệ sinh, khử khuẩn. Đối với học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên, cán bộ, giáo viên, người lao động nhiễm bệnh, nếu có một ca dương tính với SARS-CoV-2 thì cho tạm ngưng hoạt động ở khu vực bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn. Tùy theo tình hình có thể xét nghiệm một lần trên tuần cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, mẫu gợp không quá 3 người. Trường hợp F1 đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng được làm việc bình thường nhưng tuân thủ thông điệp 5K, xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên, tiến hành khai báo sức khỏe mỗi ngày hoặc xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Trường hợp F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vaccine nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền, cần cách ly tại nhà, khai báo sức khỏe mỗi ngày, xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày 1, ngày 7 và ngày 14 hoặc ngay khi có triệu chứng. Nếu từ 1 phần 3 số lớp có ca dương tính thì yêu cầu tạm ngưng ngay việc dạy học trực tiếp và tiến hành vệ sinh, khử khuẩn. F1 được xác định là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2 m trong thời gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc, ngồi cùng bàn ăn kể cả đối với học sinh của các lớp khác có tiếp xúc gần với F0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm từ sau Tết Nguyên Đán, khách thập phương thường đổ về Miếu Bà, phường núi Sam, thành phố Châu Đốc để hành hương du lịch. Tuy nhiên, tại các khu vực diễn ra lễ hội thường xuất hiện cảnh chèo kéo khách, các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý du khách. Trước tình hình đó, Công an thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm với rất nhiều các giải pháp, trong đó có mô hình cảm nang phòng chống tội phạm và mô hình này bước đầu đã đem lại những hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình đánh giá cao của người dân. Những năm trước đây, vào những ngày lễ hội đầu năm trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tình hình tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách du lịch cũng như các đối tượng hoạt động lừa đảo bán các loại thuốc đông tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến vô cùng phức tạp trong đó đáng chú ý là việc chèo kéo du khách để bán hàng hành vi của các đối tượng này vô cùng manh động liều lĩnh và sẵn sàng dở thói côn đồ khi người dân phản ứng điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự và hoạt động phát triển kinh tế văn quá xã hội tại địa phương Trước tình hình trên, Công an thành phố Châu Đốc ngoài tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của các đối tượng xấu, kiên quyết không để xảy ra những tình huống đột xuất bất ngờ, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm như trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản. Nhất là các loại tệ nạn xã hội, mê tính dị đoan, chèo kéo khách hành hương và mô hình cảm nang phòng chống tội phạm cũng xuất phát từ đây. Theo đó, Công an thành phố Châu Đốc đã đặc biệt thiết kế một quyển cẩm nang nhỏ gọn có màu sắc bắt mắt. Bên trong là nội dung hướng dẫn các biện pháp phòng chống các loại tội phạm lừa đảo, chèo kéo, cò mồi, mê tín dị đoan được viết bằng những câu thơ rất dí dỏm, dễ nhớ, đem lại sự thích thú cho người dân ngoài ra bên trong cẩm nang còn có các số điện thoại đường dây nóng của công an thành phố châu đốc để khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn người dân có thể nhanh chóng thông tin đến cơ quan công an tiếp nhận giải quyết xử lý kịp thời đọc kỹ những nội dung được thể hiện trong quyển cẩm nang bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung người dân đến từ thành phố Cần Thơ nhận xét khi đi đường có anh công an phát tờ rơi các anh nói rằng nếu như khi đi trên đường có gặp sự cố gì thì liên hệ các anh sẽ tiếp ứng và giữ gìn an ninh trật tự đi đường rất an toàn. Ngoài ra, với những câu thơ nhắc nhở về việc tránh xa mê tín dị đoan hay cảnh giác với các đối tượng cò mồi đã giúp người dân chúng tôi thêm ý thức khi đến du lịch nơi đây thiếu tá nguyễn trần minh phó đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an thành phố châu đốc cho biết có thể nói quyển cảm năng phòng chống tội phạm là một kênh phối hợp giữa người dân cùng với lực lượng công an trong phòng ngừa tố giác tội phạm với thiết kế nhỏ gọn người dân dễ dàng mang theo bên cạnh mình những nội dung trong quyển cảm năng sẽ giúp người dân phát huy tinh thần tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản đồng thời nâng cao nhận thức vai trò của người dân trong đấu tranh tố giác các loại tội phạm và các quyển cẩm nang này sẽ được phát tại các cổng thu phí tham quan trong khu du lịch, các điểm giữ xe, nhà trọ, khách sạn. Có thể nhận thấy, trong những ngày Tết nguyên đáng, tại khu vực Miếu Bà, tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám, ăn xin, cò mồi, bán nhăn đèn, chim phóng sinh đã được khắc phục. Đây là kết quả cho những nỗ lực bền bỉ của Công an thành phố Châu Đốc, trong đó có sự đóng góp tích cực từ những quyển cảm năng phòng chống tội phạm được các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố phát đến tận tay cho người dân. Hy vọng thời gian tới, Nguyễn Cẩm Nang 704 nên sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả của mình, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Cẩm Nang phòng chống tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc trong những năm qua, cùng với việc củng cố tăng cường khói đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, luôn tích cực động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng công tác chăm lo cho người nghèo, tập trung nhiều nguồn lực nhằm tạo điều kiện để bà con dương lên thoát nghèo bền vững. Những nỗ lực đó đã thực sự hiệu quả, góp phần to lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của tỉnh qua từng năm. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư tại một số tỉnh thành phố phía Nam, trong đó có tỉnh An Giang đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ bị đình trệ, dẫn đến thu ngân sách giảm. Giá nguyên vật liệu tăng, nhiều doanh nghiệp phản ánh sức chịu đựng giảm, thất nghiệp gia tăng, đời sống người dân còn gặp khó khăn. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn tỉnh thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để mọi người hiểu, nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của việc huy động các nguồn lực để xây dựng quỹ vì người nghèo, tham gia các hoạt động vì người nghèo và công tác an sinh xã hội. Từ đó, được cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo, chính quyền thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, kêu gọi sự phối hợp tham gia hưởng ứng tích cực của các sở ban ngành. Bên cạnh đó, giới phương châm công khai, minh bạch Rõ ràng, các nguồn thu chi tạo được niềm tin ở các đơn vị tài trợ cũng như các mạnh thường quân và nhân dân trong ngoài tỉnh. Nhờ vậy mà việc quy động quỹ vì người nghèo của tỉnh luôn đạt kết quả cao. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 225,1 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 23,45 tỷ đồng, cấp quyền và cấp xã tiếp nhận 201,65 tỷ đồng. Từ số tiền trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chi 217,14 tỷ đồng để cất mới 2.209 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 399 căn, thăm hỏi tặng quà cho 277.132 lượt hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất cho 73.140 trường hợp, trợ giúp học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất tổng cộng 92.891 trường hợp và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn đặc biệt phân bổ số tiền 278 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm của đảng viên, cán bộ công chức viên chức đóng quỹ vì người nghèo tỉnh cho ban vận động quỹ vì người nghèo quyền chợ mới để hỗ trợ các nhà cho 46 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông. Ban thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Quỹ ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ dinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội quá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ hai giai đoạn 2017-2020 gắn với phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2020 và vận động cây mùa xuân Tết Tân Sửu 2021. Kết quả đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được trên 65 tỷ đồng và an sinh xã hội trên 6 tỷ đồng, trong đó riêng tháng cao điểm đã vận động tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền ủng hộ quỹ vì người nghèo 14 tỷ đồng và an sinh xã hội trên 18 tỷ đồng. Cùng với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh với những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã chăm lo tốt cho các đoàn viên, hội viên nghèo khó khăn Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho 628 đoàn viên, người lao động và công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 570 triệu đồng, 2 tỷ 667 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh, với tinh thần chung tay tiếp sức, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 28 tấn hàng quá, nhu yếu phẩm, với tổng số tiền 645 triệu đồng cho đoàn viên công nhân lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Hội nông dân tỉnh, hội các cấp vận động thực hiện 3 chuyến xe nghĩa tình chở 33 tấn nông sản, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh trị giá 325 triệu đồng, phối hợp với Trung ương hội vận động các công ty doanh nghiệp hỗ trợ 600 triệu đồng tặng cho 2.000 hội viên nông dân tại ba quyện chợ mới Phú Tân và thị xã Tân Châu gặp khó khăn do dịch bệnh các cấp hội cơ sở phối hợp thực hiện được 183 gian hàng không đồng, chuyến xe không đồng, chuyên chở hàng nông sản, thực phẩm, hàng quá thiết yếu như gạo, rau củ, mì gói và các loại trứng, phục vụ cho hội viên nông dân khó khăn với số tiền trên 86 tỷ đồng. Tỉnh đoàn, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là cùng với các cấp các ngành chung tay phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ đầu ra các loại nông sản của nông dân có nơi tiêu thụ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã kết nối hỗ trợ tiêu thụ được 128,7 tấn nông sản. Các cơ sở đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức 512 hoạt động tình nguyện, thường xuyên thu hút 13.020 lượt thanh niên tham gia, đăng ký thực hiện cụ thể, đã thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 69 công trình thanh niên cấp quyền, trên 1.063 công trình, phần diệt thanh niên cấp cơ sở, với tổng kinh phí thực hiện 62 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các quyện thị xã thành phố vận động nguồn lực tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, khẩu trang y tế, máy đo nồng độ oxy trong máu, gel sát khuẩn, ước tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Các cấp hội tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 357.382 trường hợp trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế, phụ nữ bán giá số bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, ước tổng trị giá trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ 870 tấn rau, củ quả, nông sản các loại, tổng trị giá 2 tỷ 582 triệu đồng. Hội cụ chiến binh tỉnh, các tổ chức hội tranh thủ các nguồn tài trợ đã tổ chức xây dựng mới cho hội viên có khó khăn về nhà ở được 55 căn nhà với tổng giá trị đầu tư xây dựng 3,2 tỷ đồng, tổ chức sửa chữa 35 căn nhà khác cho hội viên với tổng giá trị đầu tư sửa chữa là 457 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, các đồng chí, nguyên là lãnh đạo hội các thời kỳ, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình, hội viên nghèo, cận nghèo, được 4.049 phần quà với tổng giá trị 1.325,2 triệu đồng. Các tổ chức hội tại năm quyền thị xã thành phố biên giới tham gia cùng hệ thống chính trị địa phương, phối hợp với bộ đội biên phòng, tổ chức các chốt kiểm tra tuyến biên giới, cách ly y tế tập trung, các đối tượng liên quan đến dịch bệnh trên toàn tiền tiến biên giới của tỉnh, hội cổ chiến binh các cấp tham gia tốt cuộc vận động đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền ủng hộ là 215,546 triệu đồng. Để duy trì và phát huy hiệu quả đạt được trong công tác chăm lo cho người nghèo của tỉnh, thời gian tới, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thu hút đồng thuận cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo, nhất là tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ công chức viên chức tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tiết kiệm để đóng góp ủng hộ theo tinh thần kế hoạch số 27 KH trên TU của ban thường vụ tỉnh quỹ dẫn động các tổ chức đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh các tổ chức tôn giáo cùng chung tay ủng hộ chăm lo cho người nghèo Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, đồng thời ban vận động quỹ vì người nghèo, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng quỹ, tham mưu đề xuất biểu dương tôn vinh, khen thưởng kịp thời các gương điển hình, các tổ chức cá nhân tích cực trong đóng góp xây dựng quỹ và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 những điển hình vượt khó dâng lên trong cuộc sống, qua đó nhằm tạo sự lan tỏa để huy động được sự tham gia ngày càng nhiều của cộng đồng xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Quý vị và các bạn vừa nghe bài công tác dân vận mặt trận đoàn thể nhìn lại một năm thực hiện công tác an sinh xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh An Giang tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò tổ chức hội trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đổi mới, đa dạng quá hình thức tập hợp nông dân, tham gia các mô hình hợp tác, liên kết, sản xuất, đặc biệt sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022. Năm 2022 là năm đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời cũng là năm đánh dấu sự kiện tỉnh An Giang tròn 190 năm tuổi. Từ đó, tạo niềm phấn khởi, động lực to lớn để Hội nông dân các cấp trong tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, Hội nông dân tỉnh An Giang yêu cầu các cấp hội phấn đấu đảm bảo 100% cán bộ hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nghị quyết Hội nông dân các cấp kết nạp mới 10.000 hội viên nông dân đảm bảo 100% chi hội có quỹ hoạt động và xây dựng quy chế quản lý sử dụng Bên cạnh đó, đảm bảo 100% cán bộ hội chuyên trách được tập quấn nghiệp vụ công tác hội và cập nhật kiến thức mới, phấn đấu có 90.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và 100.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng trưởng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh 4,5 tỷ đồng, phối hợp vận động thành lập mới 22 hợp tác xã, xây dựng mới 22 chi hội nông dân nghề nghiệp và hướng dẫn thành lập mới 304 tổ hợp tác, 304 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Hội nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đảng Bộ tỉnh lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội 13 của đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu kế hoạch thực hiện kết luận số 61 KL trên Tây Đức ngày 3 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong năm 2022 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh An Giang còn tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động 03 CTHD trên HNGT ngày 18 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh về thực hiện nghị quyết 04-05. 6 của Ban chấp hành Trung ương hội khóa 7 về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đồng thời Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tiến tới Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh lần thứ 19, giai đoạn 2019-2021. Hội nông dân tỉnh An Giang tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn về nội dung quy trình công tác nhân sự đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022 như hội thi nhà nông đua tài tỉnh An Giang phối hợp tổ chức giải bóng đá nông dân tỉnh An Giang. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị về mục tiêu lâu dài, các cấp hội cần hướng đến thực hiện được 3 tiêu chí: thu nhập người nông dân, phải ổn định, môi trường sống ở nông thôn được nâng cao và đảm bảo cho thế hệ con em nông dân xây dựng tương lai, trong đó cần hướng nông dân tham gia hoạt động sản xuất ổn định và đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn cùng với chương trình kiên cố quá nhà ở cho nông dân. Ông Trần Anh Thư yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang nâng cao công tác tổ phản ứng nhanh để vận động, hỗ trợ nông dân tham gia chương trình 2 triệu tấn lúa của Tập đoàn Lập Trời Phát triển Thương mại Điện tử, Hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh, tăng cường đào tạo, hỗ trợ con em nông dân tham gia xuất khẩu lao động đến những thị trường có thu nhập cao, tập trung tổ chức giải bóng đá nông dân tỉnh An Giang để làm động lực phát triển lại phong trào thể thao quần chúng sau đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang nâng cao vai trò hội nông dân các cấp thưa quý vị và các bạn chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai xin kính chào tạm biệt